Đây là ngã tư Ủy ban xã Trường Đông ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha cả nhà. Ngã tư này là giao lộ giữa hai trục đường. Đây là đường Nguyễn Văn Linh nè, hướng về chợ Long Hoa. Còn đây là đường Nguyễn Lương Bằng, hướng về quốc lộ 22B các bạn. Thì cách vị trí ngã tư Ủy ban xã Trường Đông này 1,5 km, đi theo đường Nguyễn Lương Bằng hướng về quốc lộ 22B khoảng 1 cây rưỡi là có một căn nhà của chị Xuân mới xây luôn, đang kêu bán là 890 triệu, là bao gồm cả nhà và đất các bạn. Nhà dễ thương lắm, tổng diện tích là 111,6 m² nha, có đầy đủ công năng, ngang qua là 5 m, dài là khoảng 20 m, hướng nam có sân trước nè để được ô tô, sân sau, nhà bếp dễ thương, 2 phòng khách, nói chung là rất là ổn áp các bạn. Và nếu như anh chị em nào đang tìm một vị trí để mà có thể an cư lạc nghiệp luôn, thì chúng ta sẽ cùng nhau xem coi cái vị trí này nó đắc địa không không nè các bạn nha. Tức là từ ngã tư này anh chị chạy theo đường Nguyễn Lương Bằng 1,5 km, xong sau đó mình tới đường số 31, mình quẹo vô 250 m nữa. Nhà nằm cách trục đường Nguyễn Lương Bằng này có 250 m thôi nha, nằm trên đường số 31 là con đường 10 m luôn. Thì con đường này nếu mà từ nhà chạy thẳng ra quốc lộ 22B là 2 cây, và hướng đó là có một cái chợ, là chợ Cẩm Giang các bạn. Nhà nằm coi như giữa hai ngôi chợ luôn. Chợ Cẩm Giang là thuộc huyện Gò Dầu, còn chợ của xã Trường Đông là nằm ở phía sau lưng của ủy ban xã luôn. Trạm y tế công an xã nằm ở phía sau lưng ủy ban luôn. Hướng này anh chị em chạy thẳng xuống là khoảng chừng 200 m nè, mình thấy có cái bảng cổng chào các bạn, đó ghi rõ là xã Trường Đông đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao rồi. Thì tới cái bảng đó mình quẹo trái vô khoảng 300 m là tới chợ nha. Còn nếu mình chạy thẳng luôn 9 km là mình tới chợ Long Hoa, là ngôi chợ lớn nhất của Tây Ninh á. Vị trí nhà là cách chợ Long Hoa là 9 cây, còn cách tòa thánh Tây Ninh là 10 cây, cách khu du lịch Tú Bà là khoảng 16 cây. Ở đây mình chạy theo hướng này khoảng 11 cây là ra trục đường tỉnh lộ 784. Ngoài đó còn có một khu công nghiệp là khu công nghiệp Chà Là các bạn. Từ Sài Gòn An Sương tới vị trí bất động sản là khoảng 72 km nha. Đó, anh chị nào quan tâm tới cái vị trí này, muốn tìm hiểu sâu hơn, mình bấm lại thả tim cái ha. Rồi anh em mình cùng nhau đi vô xem hiện trạng căn nhà và phân tích coi đây có phải là một nơi đáng sống không nha. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. Đường trước nhà hiện tại đang là đường đá sỏi các bạn. Đây, hướng các bạn đang xem chạy ra 250 m là ra đầu đường số 31 nha, ra đường Nguyễn Lương Bằng. Hiện tại thì căn nhà này giống như là đang là một căn nhà mà có hai mặt tiền vậy các bạn. Ngay bên đây còn một cái phần đất nhỏ nữa, thì có một con hẻm chạy vô trong là có một cái lò bánh tráng với lại nhà cửa bà con ở trong đó cũng còn khá nhiều ha. À, xung quanh là nhà cửa bà con cũng nhiều nữa các bạn. Ở đây là ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh ha. Cách đường Nguyễn Lương Bằng là 250 m. Ra ngoài đó mình quẹo bên tay phải 2 cây là mình ra quốc lộ 22B nha. Còn quẹo trái 1,5 cây là ra khu vực ủy ban, ra chợ. Trong phạm vi khoảng chừng 1,5 cây, 2 cây là tiện ích đầy đủ: trường học, trạm y tế, công an xã, ủy ban, rồi chợ, các cơ sở kinh doanh buôn bán rất là nhiều. À, bên này cũng còn phần đất trống nữa bạn. À, con đường này là lộ giới 10 m lận ha. Nhà xây là đã chừa lộ giới sẵn rồi. À, xây lùi hơn so với lại những cái phần đất trong khu vực nữa các bạn. Điện nước là đầy đủ rồi nha. À, thì những con đường này là trong năm nay hoặc là năm sau là mình cũng sẽ được lên nhựa các bạn.
đó, theo chuẩn nông thôn mới nâng cao của xã Trường Đông ha. Nhà này xét ra là kiểu như là thế nở hậu nha, hướng nam cũng là một hướng phong thủy rất là tốt. Mặt tiền là được 5m nè, ở phía sau là 5m4 luôn các bạn đó, đất là cao hơn đường, nhà cao hơn đất ha, đất cao hơn đường khá nhiều nên là đường có lên nhựa thì cũng không ảnh hưởng gì tới mình hết. Hướng nam là mát cả ngày luôn các bạn nha. Đó, phía ngoài nè, chúng ta có một khoảng sân. Khoảng sân này cũng khoảng độ 25m². Đó, 20m² các bạn, mình đậu ô tô nhỏ là ok. Ở ngoài là có bồn bông. Rồi. Cổng, cột cổng là ốp gạch vân đá gạch 3D ha. Rồi, cửa này là mình mở ra hai hướng được luôn, cả nhà mình mở ra ngoài được luôn ha. Cửa sắt 4 cánh. Phía trong hàng rào nè. Bên trong cũng có bồn bông luôn các bạn. Mặt dựng căn nhà cũng là dán gạch 3D hết, gạch vân đá đó, rất là sang. 890 triệu bao gồm cả nhà và đất luôn. Đây, bộ cửa này là cửa sắt kính cường lực, sắt rất là dày các bạn, sắt dày lắm nè. Này, kính cường lực luôn chứ không phải là kính thường các bạn. Mình quay cận cái gạch ốp cho các bạn xem nè ha. Đó, rất là sang nha. Nhìn nhà rất là sáng các bạn. Rồi, bậc tam cấp là có 2 bậc ha. Sàn là gạch bóng kiến 60. Bên trong nè. Phòng khách khoảng 25m². Trần thạch cao đóng hộp, đèn led, đèn trần. Rồi, trang bị rèm cửa sẵn cho mình rồi. Nhà làm tông màu nhã nhặn, dạng màu trắng kết hợp với màu xám đậm. Cửa sổ nè các bạn, cửa sổ có song cửa, kiên cố an toàn nha. Xung quanh lăng bê sân nước có làm một cái đường gạch chỉ, cũng rất là hay ha. Bên này là xây tường 20. Đó, chỗ này là đây, ô cửa lấy sáng các bạn, có song cửa đàng hoàng luôn. Đường điện thì âm tường. Đó, xây theo kiểu cổ điển các bạn. Đó, đơn giản nhưng mà đầy đủ công năng. Này, phần hành lang là 1m3 nè. Đó, hành lang này thì chúng ta có 2 phòng ngủ. Ở bên ngoài là cũng trần la phong thạch cao luôn ha. Đây, phòng ngủ. Cửa sắt kính mờ. Đây, bên trong là có ô cửa lấy sáng nè. Đây, đèn phòng, đèn trần, đèn ngủ. Diện tích là khoảng 9m². Này, cái phòng thứ hai nè. Diện tích cũng tương đương các bạn. Đó, bên trong là bố trí cũng cơ bản cho mình hết rồi. Này, lối đi xuống bếp là có cửa sổ luôn. Này, cái bếp này dễ thương lắm. Đó, bếp này có làm luôn cả cái phần bàn đảo bếp nữa. Bếp rất là dễ thương các bạn. Đây, bàn đảo bếp thì chỗ này mình có thể là để mấy cái ghế kẹn ghế quầy ba các bạn, để đây làm bàn ăn luôn. Cửa sổ, cửa lùa mình mở ra bên hông được luôn ha. Kệ tủ đầy đủ. Mặt bếp là gạch bóng kiến khổ lớn. Rồi, chậu rửa 2 hộc inox. Phần này là gạch luôn các bạn nha. Gạch dán tường ok luôn.
Anh chị em thấy cái bếp đẹp ghê không? Đó, từ đằng sau nhìn ra đằng trước cũng rất là ổn áp nha. Thì không gian bếp này khoảng 22 m² các bạn. Trên là sử dụng trần nhựa thả ha. Đây, nhà này là phía sau tính ra là nở hậu và dài hơn 20 m luôn. Đây, mình có khoảng sân phơi nè, sàn nước, hố ga. Trên này là đổ đan các bạn, nguồn nước ở trên ha. Phòng tắm, nhà vệ sinh riêng biệt, cửa nhôm. Đây, bên trong này dán gạch cao 2 m, thiết bị vệ sinh rồi cũng ok luôn. Chỗ này anh chị em nào muốn đầu tư thêm cũng được nha, ở dưới là gạch chống trượt nè. Rồi phòng vệ sinh cá nhân riêng biệt, ở phía sau này thì chị Xuân chỉ nói khu vực này an ninh lắm các bạn, nên là chỉ để trống vậy luôn. Anh chị em nào về là muốn rào lưới gì thêm thì tùy cái thiết kế của mình nha. Đó, cái góc trong đó là để máy giặt. Toàn bộ nhà và đất luôn là 890 triệu à. Giấy tờ đầy đủ, sổ hồng riêng. Quan trọng nhất là khu vực này đó, là nằm đường là đường ô tô vô tới nhà. Hướng nam cũng mát mẻ. Và trong một khu vực là dân cư hiện hữu, đông đúc, xung quanh là tiện ích nhiều, đầy đủ luôn. Rồi công ty, nhà xưởng, chợ búa, khu công nghiệp cũng trong vòng khoảng cỡ chừng tầm 10 phút chạy xe là mình sẽ tới chỗ làm luôn ha. Đó, đằng sau này nè các bạn, mình đây mình chạy xuống dưới là khoảng chừng 50-60 m là có con suối nữa, nên khí hậu chỗ này cũng mát luôn nha. Đó, đường này đi thẳng vô là vô một cái cơ sở sản xuất kinh doanh bánh tráng đặc sản của Tây Ninh. Này, sơ đồ thửa đất. Này, con đường hiện trạng là chúng ta thấy 4 m, nhưng mà thực tế là nó rộng hơn tí xíu các bạn. Rồi, chị Xuân chỉ cũng đã chừa lộ giới vô hết rồi. Còn trên sổ đường này là quy hoạch là 10 m lận nè. Thì phía trước nhà là 5 m, đằng sau là 5 m 4, cạnh dài nhất là 20,30 ha. Hướng nam là đông chút nha. Thửa đất này là số 1598, con số rất cao vì khu vực này là dân cư đông các bạn, nó thuộc thị xã mà. Đây là ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 111,6 m² ha, sổ riêng. Ngay chủ đứng tên, không qua trung gian môi giới gì hết, không có đứng chung với ai luôn. Thổ cư là 35 m², còn lại là cây lâu năm. Ở chỗ này là quy hoạch đất ở toàn bộ, anh chị em lên thổ cư hết cũng được. Còn cái gốc cây lâu năm này là gốc đất vườn các bạn. Đất thổ vườn á, mình xây cất nhà cửa ok. Chị Xuân có chia sẻ là chỉ xây là cũng có xin phép chính quyền địa phương đàng hoàng luôn. Xem dự thảo quy hoạch, chúng ta thấy khu vực là phủ hồng toàn bộ nha. Và nằm cách đường Nguyễn Lương Bằng 250 m nè. Thì trục đường Nguyễn Lương Bằng này á, mình hướng xuống đường phía bên dưới các bạn, cũng có trường học, rồi các cơ sở kinh doanh cũng khá là nhiều luôn. Thì đi ra quốc lộ 22B nữa các bạn, là hai cây ha. Hướng này giáp với lại Gò Dầu, ra khu vực chợ Cẩm Giang nè. Đó. Còn hướng ngược lại là cây rưỡi các bạn, làm ra ngay chỗ ngã tư Ủy ban xã. Đây là khu vực cổng sau của chợ Trường Lưu nè các bạn. Khu vực này đường người ta làm theo dạng ô cờ nha, liên thông với nhau hết à. Thì hướng trên á là mình sẽ ra đường Nguyễn Lương Bằng, nhưng mà mình sẽ quay vòng vòng khu vực chợ để cả nhà mình thấy được quang cảnh buổi chiều ở chợ Trường Lưu. Mật độ dân cư ở đây cũng khá đông nha các bạn. Buổi chiều thì bà con mua bán cũng rất là đông vui, sầm uất nè. Cái này là đường bên hông chợ thôi. Còn những cái lúc mà cao trào buổi sáng sớm hoặc là sáng chủ nhật thì chợ rất là đông các bạn.
Đây mình đi đường này là vòng ra ngoài cửa trước của chợ Trường Lưu nha. Chợ Trường Lưu này kết cấu của nó cũng giống như là chợ Long Hoa và chợ Long Hải vậy đó, là ngôi chợ chính của xã Trường Đông. Đây nếu mình chạy thẳng hướng này là ra đường Trường Đông ha. Rồi mình sẽ quẹo qua hướng đường Nguyễn Văn Linh nha các bạn. Ở đây thì tiện ích có đầy đủ nè, phòng nha, tiệm thuốc tây thì rất là nhiều. Và đặc biệt là mình thấy tiệm vàng có cả dịch vụ đổi ngoại tệ Western Union nữa, chứng tỏ là khu vực này bà con có một đời sống cũng rất là thấm khá ổn định. Đây, nhà thuốc Long Châu cũng về đây khai thác rồi nè. Trường học các cấp xung quanh khu vực đều có đủ ha. Ở đây anh chị em có thể đi làm ở những công ty nhà xưởng nằm địa bàn của xã, hoặc là làm ở khu công nghiệp Phước Đông, hoặc là khu công nghiệp Trà Là, thì chỉ cách vị trí xã là khoảng 11 cây thôi. Thì từ chợ chạy ra ngoài đường Nguyễn Văn Linh là 300m nè. Hướng trái là mình về Tòa Thánh Tây Ninh, về chợ Long Hoa nha. Còn quẹo hướng phải gần 200m là tới ngã tư Ủy Ban nè. Ủy Ban nằm phía bên tay phải các bạn nha. Thì ngay khu vực ngã tư này cũng đã có những công ty nhà xưởng nằm phía hướng lên trên đó các bạn. Còn quẹo phải là vô trục đường Nguyễn Lương Bằng. Thì từ ngã tư đó mình đi xuống ra hướng quốc lộ 22B là cây rưỡi, là tới đường số 31. Xã Trường Đông thì giáp ranh với lại huyện Gò Dầu nên cũng thừa hưởng được những tiện ích của xã Cẩm Giang nằm giáp ranh ngoài quốc lộ 22B ha. Thì có chợ Cẩm Giang cũng là một con chợ lớn và người ta bán 24/24 luôn các bạn. Nằm cách nhà là 2,5 cây nha. Từ Sài Gòn mình lên tới đây cũng khá là tiện lợi, có 72 km à. Nếu mà đường cao tốc người ta làm xong nữa thì mai mốt mình đi lên là có chừng nửa tiếng đồng hồ là tới nhà rồi các bạn. Thì từ Ủy ban xã mình chạy 1,5 cây là tới đường số 31 nằm phía bên tay phải nè. Đây mình quan sát ở khu vực đầu đường nha, cũng có những cơ sở kinh doanh buôn bán, có công ty nữa các bạn. Bản tên đường số 31 rồi quẹo phải vô 250m nha. Anh chị em nào thích vị trí này, thích căn nhà này, mình liên hệ trực tiếp với lại chị Xuân là chính chủ, không qua trung gian môi giới nữa. 0918 047 821, 0918 047 821. Giá toàn bộ nhà và đất là 890 triệu. Anh chị em nghĩ sao về mức giá này, hiện trạng cũng như tiềm năng của khu vực này, căn nhà này? Hãy để lại ý kiến bên dưới video, giao lưu cùng với anh em tụi mình và chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bà con khác nữa nha. Còn bây giờ chúc cả nhà nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.